Dạ, xin mời Hội Thánh cùng ngồi. Cảm ơn Chúa vì cơ hội được có mặt tại nơi đây để mà có thể cũng đón xuân chung với Hội Thánh của chúng ta. Trải qua một năm 2023, thì chúng ta cũng thấy rằng tin tức đầy tràn những đau thương. Có những tin tức thì về bạo lực, kinh tế thì bất ổn. Thế nên là bước sang một năm mới. À, Liên Hợp Quốc thì cũng có đưa ra một cái thông điệp đó là mong muốn năm 2024 sẽ có tên gọi là mùa xuân của niềm tin và niềm hy vọng. Thế là bước sang một năm với thì ai trong chúng ta chắc hẳn đều mang theo một niềm hy vọng. Ở Việt Nam á, thì những tiểu thương bán hoa năm nay khi mà chúng ta xem tin thức thì chúng ta cũng biết rằng có nhiều người bị lỗ vốn rất là nhiều. Thì họ cũng có niềm hy vọng rằng năm sau họ sẽ bán được hoa và bù được vốn những chủ doanh nghiệp nào mà năm nay công việc buôn bán không có được thuận lợi thì cũng hy vọng một năm mới việc buôn bán của mình sẽ được tốt hơn. Các gia đình thì hy vọng là năm nay các thành viên trong gia đình mình sẽ khỏe mạnh, có thể đủ tài chính để chi trả những khoản trong gia đình. Còn các em học sinh thì cũng có niềm hy vọng, có phải là các em sẽ hy vọng là mình sẽ nhận được tiền lì xì đúng không mấy em? <laughs> có gì em cười rất là tươi à. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng hy vọng tạo động lực, khiến cho một người có năng lượng tích cực khi nghĩ về tương lai. Và họ tin rằng cuộc sống sẽ tốt hơn, dù có thể dự báo kinh tế của nhà nước, dự báo kinh tế của thế giới nói rằng 2024 kinh tế sẽ khó khăn chồng chất. Thế mới thấy chúng ta có thể thấy rằng hy vọng là điều không thể thiếu được trong cuộc sống của một người khi người đã sống trong một cái tình hình khó khăn như hiện tại. Thế nên hôm nay, dưới sự hướng dẫn từ nơi Chúa, tôi và quý hội thánh sẽ cùng học về hy vọng. Chúng ta có thể thấy chủ đề xuân của năm nay hội thánh của chúng ta đó chính là xuân hy vọng. Chúng ta sẽ cùng đọc lớn với nhau chủ đề năm nay của hội thánh của mình đó chính là gì ạ? À? Xuân hy vọng. Và chúng ta sẽ học về hy vọng dựa vào câu chuyện của một người phụ nữ tên là Anne. Và câu chuyện này được chép ở trong Samuel nhất đoạn 1 từ câu 1 cho đến câu 20. Và trong câu chuyện thì sẽ có 3 bài học được nhấn mạnh. Thứ nhất, đó là chúng ta hãy nhớ hy vọng nằm ở trong cảnh vô vọng. Điều thứ hai, chúng ta cần nhớ đó là hy vọng là sự chờ đợi chủ động. Điều thứ ba, chúng ta cần phải nhớ đó là hy vọng là để chúng ta hy vọng là để nhận lãnh điều Chúa ba. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào phần kinh thánh ngày hôm nay. Tôi xin phép được đọc lời Chúa Samuel Nhất đoạn 1 từ câu 1 cho đến câu 20. Dạ xin mời ban kỹ thuật có thể hỗ trợ trong việc trình chiếu phân đoạn Samuel Nhất đoạn 1 từ câu 1 cho đến câu 20. Tại Rama Them, tại Rama Thai Im của dòng họ Sufer thuộc vùng Ephraim có một người tên là Enkana. Ông này là con của ông Zeroham, cháu của ông Elihu, chắc ông Tohu và chích ông Fuser thuộc chi tộc Ephraim. Ông Enkana có hai vợ, người vợ đầu tiên là Anna, người vợ kế tên là Phenia. Bà Phenia có con nhưng bà Anna thì không. Hàng năm, ông thường từ thành mình lên đền thờ tại Silo thờ phượng Chúa toàn năng và dân sinh tế cho Ngài. Thầy tế lễ của Chúa tại đó là Hophni và Phinia, các con trai của ông Heli. Một ngày kia, ông Menkana dân sinh tế. Theo lễ thường, sau khi dân xong, ông chia thịt sinh tế ra cho vợ là bà Phenia, Phenina và cho hết thảy các con trai và con gái bà, mỗi người một phần. Dù ông yêu quý bà Anna nhiều hơn, nhưng ông cũng chia cho bà Anne chỉ một phần thôi vì Chúa không cho bà sanh con. Bà Phenia, đối phủ của bà, tìm đủ mọi cách chọc tức bà để hạ nhục bà vì Chúa đã làm cho bà son sẻ. Sự việc cứ tái diễn từ năm này sang năm khác. Mỗi khi bà Anne lên đền thờ Chúa, bà Phenina cứ chọc tức bà đến nỗi bà khóc mà chẳng thiết ăn. Ông Enkana chồng bà hỏi bà Anne, sao em lại khóc? Sao em không chịu ăn? Sao em buồn rầu như vậy? Đối với em, anh không quý hơn 10 đứa con trai sao? Sau khi ăn uống xong tại silo, bà Anne đứng dậy, thầy tới lễ Ly đang ngồi trên ghế cạnh bên định, cạnh bên cửa đền thờ Chúa. Bà Anne sầu khổ lắm, bà vừa khóc vừa cầu nguyện tha thiết với Chúa. Bà hứa nguyện, lạy Chúa Toàn Năng, xin Ngài đoái thương con đòi của Ngài, xin Ngài xin Ngài thấy, xin Ngài nhìn thấy cảnh đau khổ của con và nhớ tới con. Xin Ngài đừng quên con đòi của Ngài, xin Ngài ban cho con đòi của Ngài một đứa con trai, con nguyện dâng nó cho Chúa trọn đời, tóc nó sẽ không bao giờ bị cắt. Bà tiếp tục cầu khẩn thật lâu trước mặt Chúa, nên ông Hê Ly theo dõi miệng bà, ông chỉ thấy môi bà mấp máy, chớ chẳng nghe tiếng nào. Vì bà Anne cầu nguyện thầm trong lòng nên ông tưởng bà say rượu. Ông Haley bảo bà, chỉ say, chỉ còn say cho đến chừng nào, chỉ về giả rượu đi. Bà Anne thưa, thưa ông, tôi không say đâu, tôi là một người đàn bà khốn khổ, tôi không có uống rượu hoặc bia gì cả, tôi chỉ dốc đổ lòng tôi trước mặt Chúa, xin ông đừng coi tôi là hạng đàn bà hư hỏng. Tôi cầu nguyện lâu chừng ấy là vì tôi sầu khổ và vườn bực quá đổi. ông Haley đáp, xin chị an tâm về nhà cầu xin đức chúa trời của israel ban cho chị điều chị cầu xin ngài bà anne thưa xin ông luôn nhớ đến tôi là phận hàng mọn bà trở về dùng bữa nét mặt bà không còn u sầu nữa sáng hôm sau ông inkana và gia đình dậy sớm sắp mình thờ phượng chúa rồi trở về nhà mình tại rama ông in ăn ở với bà anne vợ mình chúa nhớ đến bà bà anne thụ thai mãn kỳ thai ngán Bà sanh một con trai đặt tên là Samuel và giải thích tôi đã cầu xin Chúa ban cho tôi một đứa con. Và tôi xin phép được cầu nguyện. Chúa chúng con cảm ơn Chúa vì lời Chúa Ngài đến cùng chúng con. Xin Chúa xin Ngài hãy dùng môi miệng con và xin Ngài hãy hướng dẫn con để mà có thể nhận biết được những lẽ thật ở trong lời của Ngài và cũng như chia sẻ được cho dân sự của Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ Amen. Thứ nhất, chúng ta có thể thấy hy vọng nằm trong cảnh vô vọng. Tại sao lại như vậy? Trong tiếng Hebrew thì có hai từ Hebrew Kinh Thánh sử dụng để cho cho từ hy vọng. Và hai từ đều có nghĩa là chờ đợi. Một từ tên là yaka, còn một từ phát âm là kava. Và cái từ hy vọng á được phát âm là kava thì xuất thân từ một cái từ gốc có nghĩa là kha và chữ kha có nghĩa là tiếng việt mình nó nó là một cái sợi dây thần mình biết sợi dây thần không ạ à? sợi dây thần và sợi dây thần này luôn trong một cái tình trạng kéo căng vậy thì hy vọng mà kava có nghĩa là gì tức là một cái sự chờ đợi chúa sẽ làm thành một điều gì đó nhưng trong một bối cảnh đó là tâm trạng của người đó luôn có sự căng thẳng bởi vì người đó đối diện với một hoàn cảnh hết sức tồi tệ và người có hy vọng, kava hay là một người có hy vọng như là Chúa muốn đó thì họ không nhìn vào hoàn cảnh có thể là hoàn cảnh rất tồi tệ nhưng mà họ không nhìn vào cái hoàn cảnh đó họ vẫn chọn hy vọng nơi Chúa và chúng ta sẽ tập chú vào niềm hy vọng này và điều này được nổi bật ở trong hình ảnh của bà Anna tại sao chúng ta có thể thấy như là phân đoạn kinh thánh vừa mới đọc Anne là một người có cảnh vô vọng. Sự tuệ vô vọng thứ nhất được thể hiện ở việc dạ của bà không thể có con. Và Kinh Thánh mô tả rằng, Anne là người vợ đầu tiên nhưng không có con. <laughs> Tên Anne trong tiếng Do Thái có nghĩa là Phước nhưng thực tế trong mắt của người do thái khi mà nhìn thấy bà nè thì họ sẽ nghĩ rằng bà là người nữ vô phức bởi vì đối với người do thái việc một người phụ nữ có thai đó là cái thiên chức và đó là một món quà từ chúa và khi mà một người không thể có thai hay nói cách khác là người đó không thể nào có thể duy trì được dòng họ của gia đình chồng của mình thì đó là một sự rũ xả đến từ Chúa Và Kinh Thánh nhấn mạnh hai lần rằng Lý do bà không có con Đó là bởi vì Chúa không cho bà sanh con Là một người vợ Và chồng của bà là Cana. Kinh Thánh cũng mô tả là Cana Là con cháu thuộc một dòng họ được tôn trọng nhất Ở trong thời Do Thái Ở trong đất nước Do Thái đó là chi phái lê vi là một dòng là tức là ông ấy thuộc chi phái lê vi lê vì là một chi phái ở trong dân israel giống như việt nam mình là có nhiều dân tộc thì dân israel cũng chia ra như nhiều chi tộc giống như vậy thì ở trong chi phái jv thì Encana là con cháu của một dòng họ được tôn trọng nhất và là một người vợ thì chính anh thật sự cảm thấy tuổi khổ bởi vì dạ mình không thể sinh con không thể nào giúp cho anh có thể nói với dòng họ rằng mình có những mệt và không thể giúp cho Incana bày tỏ với dòng họ rằng là à qua anh em Incana sẽ có những người con người cháu để mà duy trì một cái dòng họ rất là quan trọng ở trong dòng tộc và điều đó khiến cho Bà Anne rất là tuổi khổ. Và mọi chuyện đối với Anne có thể chưa đến mức quá tuyệt vọng. Nếu không có sự góp mặt của một người thứ hai, đó chính là Fenia, Fenina. Và Fenina là người vợ thứ hai của Amecana. Mà đây là một người nữ, được kinh thánh vô tả là một người nữ có nhiều con. Và Fenina cũng nhận biết rằng Enkana yêu thương Anne nhiều hơn mình. Và bà cũng nhận biết mình có một lợi thế là mình có con, mình có thể làm cho dòng dõi của chồng mình được dạng danh. Thế nên, với lợi thế đó, bà tìm đủ mọi cách để chọc tức Anna để hạ nhục bà. Và bà luôn tìm mọi cách đó để làm cho anh em cảm thấy rất là sầu khổ và kinh thánh mô tả là theo thông lệ thì gia đình của anh thường sẽ lên đền thờ của Chúa để thờ phượng vào mỗi một năm mới giống như chúng ta có mặt tại nơi đây trong ngày đầu năm để thờ phượng Chúa. Thì trong cái thời gian đó đó thì người Do Thái có một cái tục lệ đó là họ sẽ dâng một con sinh tế lên cho Chúa và sau khi dâng xong thì à, người này sẽ được phép chia sinh tế cho những người thành viên trong gia đình mình ăn thì ở tại đây kinh thánh mô tả ra in cana chia mỗi cho mỗi thành viên của gia đình mình mỗi người một phần nhưng mà đối với anh nè, thì dù in cana yêu thương anh nè nhiều hơn nhưng mà vẫn cũng chỉ chia cho bà một phần thôi bởi vì bà không có con Vậy thì chúng ta có thể thấy Đối với anh Việc mà mình không thể sinh con Đó là một sự vô vọng Hình ảnh dạ mà không có con Thì thường được ví Giống như mảnh đất khô khóc Không thể thiến cho cây đơm trái Và kết hoa Anh từ năm này Với năm khác Có một uh, nghĩa khác cái tên của anh em có cộng một nghĩa khác đó là một vòng lập của năm. Theo vòng lập, từ năm này đến năm khác, cứ đến cái thời điểm mà cả gia đình sẽ lên đền thờ thờ phượng chúa, thì Phenia sẽ tìm mọi cách để nhắc lại cái nỗi đau của anh em, đó là bà không có con. Hay nói cách khác là từ năm này sang năm khác, anh đều phải đối diện với cùng một năng đề, cùng một nỗi khốn khổ, một năm mới thì tuổi tác càng lớn, tỷ lệ mà bà có thể sinh nở cũng càng thấp. Bà không nhẫn bị bị chịu những nỗi đau về tinh thần, nhưng mà bà cũng phải chịu đựng những nỗi đau từ những sự chống phá từ những người mà không ưa bà và ở tại đây đó chính là Fenina. Có thể trong mỗi một người chúng ta, chúng ta trong một năm cũ Chúng ta cũng có thể đang ở trong những hoàn cảnh rất là khô cằn, không có kết quả. Và tình trạng khô héo này nó kéo dài từ năm này sang năm khác. Và nó kéo dài qua tới năm nay luôn. Và thậm chí năm nay mình thấy còn tệ hơn năm ngoái nữa. Nó có thể là tình cảnh nợ nần chồng chất. Công việc càng làm ăn thì thất bại. Mối quan hệ thì càng ngày càng xa cách. Điểm học thì càng học càng tụt nhìn xung quanh thì toàn là một màu u tối và có thể chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ mà gặp một cái người những cái người mà xấu giống như là xấu tính như là fenina nhưng mà cũng sẽ có lúc chúng ta sẽ đối diện với hoàn cảnh có thể là một ai đó hoặc là một người quen của chúng ta người này có hoàn cảnh tốt hơn chúng ta về nhiều mặt nhưng mà họ biết rõ về chúng ta và họ thường đem những vấn đề cá nhân của gia đình chúng ta hoặc họ đem những thất bại của chúng ta ra làm đề tài thảo luận với nhiều người thậm chí họ còn chế giễu và cùng nhau cười đùa ở trên sự khổ đau của chúng ta có thể họ nói rằng là họ không làm gì sai hết bởi vì họ đã kể đúng sự thật nhưng khi mà chúng ta biết rằng có một ai đó cứ nói về nang đề của mình có thể họ nói trước mặt có thể họ nói sau lưng cái điều đó không quan trọng nhưng mà khi chúng ta biết được cái nan đề đó nó có mặt ở tại đó và có những người khác biết thì cái việc nhắc đi nhắc lại nó làm cho nỗi đau tinh thần của chúng ta ngày càng gia tăng dù trong cảnh như vậy anne vẫn có hy vọng anne hy vọng ở chỗ nào ạ chúng ta cũng biết là một trong những cái cơ hội để fenina có thể hạ nhục anne là chỉ trong lúc mà lên thờ phượng chúa ở tại đền thờ mặc dù anh biết rằng mỗi một lần lên thờ phượng chúa sẽ là cơ hội để Phê-ni-na được dịp tung hoành được dịp nói những lời có thể hạ nhục anh em thì ở trong kinh thánh nói rằng mỗi một lần như vậy thì anh chỉ có khóc và chẳng muốn ăn luôn bà sầu khổ dữ lắm vì lời chế giễu của Phê-ni-na nhưng mà anh vẫn giữ niềm hy vọng cho mình Bằng cách nào? Mỗi một năm mới đến. Dù bà biết rằng đó là cơ hội để Fenina tìm cách hạ dục chế giễu mình, nhưng bà vẫn giữ sự trung tính đi thờ phượng Chúa. Bởi vì bà có một niềm hy vọng và có một niềm tin rằng tại nơi đền thờ của Chúa sẽ có đấng và đấng này có thể biến hy vọng của bà trở thành sự thật và hy vọng của bà đó chính là bà sẽ có một đứa con và hy vọng đó cũng chính là động lực để bà có thể tồn tại từ năm này sang năm khác trước những sự chế diệu của kẻ thù trước những cái sự khó chịu ở trong cơ thể vì những cái khiếm khuyết mà mình hiện tại đang có vậy thì chúng ta có thể thấy hy vọng nằm trong sự vô vọng và điều thứ hai chúng ta có thể học được từ Anne đó là hy vọng là sự chờ đợi chủ động Anne không phải hy vọng rồi ngồi một chỗ nhưng mà hy vọng đã thúc đẩy Anne để bà không ngồi yên bà đã làm bà đã quyết định hành động kinh thánh nói rằng ở trong câu chính sau khi ăn uống xong sau khi nghe những lời chế giễu của kẻ thù mà không ngồi đó mà than trách, mà bà đã đứng dậy và lên đền thờ để cầu nguyện với Chúa. Và trong kinh thánh mô tả là trong khi mà bà cầu nguyện thưa chuyện với Chúa, bà vừa khóc mà bà vừa kể những cái nỗi ức ức ở trong lòng của mình. Thay vì bà ngồi một chỗ để suy nghĩ những cái phương cách, làm sao để có thể trả thù Fenina cho bỏ ghét, nhưng những bộ phim thâm cung bí sử thì Anne đã chọn có một sự lựa chọn khôn ngoan khi khiến mình bận rộn bằng cách đứng dậy và đi cầu nguyện với Chúa khi mà gặp nan đề. Bà nói với Chúa như thế này, lạy Chúa toàn năng. Xin ngài đoái thương con đòi của ngài. Xin ngài nhìn thấy cảnh đau khổ của con và nhớ tới con. Xin ngài đừng quên con đòi của ngài. Xin Ngài ban cho con đòi của Ngài một đứa con trai Con nguyện dân nó cho Chúa trọn đời Tóc nó sẽ không bao giờ bị cắt Ở tại đây chúng ta có thể thấy Anne không ngồi yên một chỗ để chờ Đó không phải là hy vọng của Anne Mà hy vọng của bà đó là bà đã đứng dậy Và bà đi và bà tìm gặp Chúa Vậy thì tại sao bà lại chọn Chúa Là đứng để bà đặt hy vọng khi mà bà đang ở trong một cảnh vô vọng bởi vì nếu mà bà nhìn vào hoàn cảnh hiện tại đó hoặc là bà nhìn vào fenina và cho dù chồng bà có yêu thương bà đến cỡ nào thì chồng bà cũng không thể giải quyết được cái vấn đề không có con của bà nếu mà bà nhìn vào hoàn cảnh á thì tôi nghĩ rằng á bà sẽ bị trầm cảm và nhiều khi bà có thể tự kết liễu bản thân để cho dễ sống nhưng bà đã đặt hy vọng vào chúa bởi vì bà biết rằng ngài là đức chúa trời toàn năng và chính bà đã nói điều đó lạy đấng toàn năng lạy chúa toàn năng chúa toàn năng là sao chúa toàn năng tức là không có điều gì là chúa không thể làm được chúa của chúng ta ngài là đức chúa trời toàn năng không có điều gì Chúa không thể làm được. Chúng ta có Amen về điều này không ạ? Bên cạnh đó, Anne cũng nói rằng: "Chúa ơi, xin Ngài hãy đoái thương con đòi của Ngài. Con đòi hay nói cách khác đó là tôi tớ. Anne nhận biết thân phận của mình là tôi tớ của Chúa. Thế nên, nếu Chúa muốn bà không có con thì bà không có quyền gì để mà oán trách Chúa." Và đó cũng chính là lý do bà không ngồi để mà oán trách tại sao ông trời lại cho chuyện này xảy ra với tôi. Vì bà là tôi tớ của Chúa, chủ của bà đặt để bà như thế nào thì nó là như vậy, không có gì oán trách. Và bên cạnh đó, với thân phận tôi tớ và chủ, thì bà Anne có đủ điều kiện để có thể cầu xin ân huệ đến từ chủ dành cho mình và nếu chủ đẹp ý thì chủ sẽ chấp thuận và đây là một lời cầu nguyện đầy niềm tin hy vọng và đây còn là một lời cầu nguyện đầy sự công ngoan bởi vì trong sự cầu nguyện bà nói là gì ạ xin chúa cho con một đứa con trai bà tin rằng chúa ngay là đứng toàn năng cái chuyện này nếu chúa muốn thì sẽ được và bà nói rằng nếu con tin rằng Chúa sẽ cho con một đứa con trai và khi đó con sẽ dâng hiến nó trọn đời để hầu việc cho nhà của Chúa. Và đây là một lời hứa nguyện xác quyết bày tỏ rằng bà có một tấm lòng cam kết trọn vẹn ở trong việc tin cậy Chúa và ở trong nhà của Chúa. Bà dám dâng điều quý giá nhất của bà, đó chính là đứa con mà bà hy vọng trong rất là nhiều năm, lên cho chúa thì chúng ta có thể thấy rằng bà đã có một tấm lòng cam kết và yêu quý chúa nhớ mức độ nào hy vọng nơi chúa không phải là ngồi một chỗ thụ động hy vọng nơi chúa không phải là ngồi một chỗ thụ động và chờ đợi nhưng hy vọng nơi chúa đó là một sự chủ động vì chúng ta tin rằng Chúa vẫn đang hành động dù có thể mình không thấy gì. có một thầy giáo trong trường của tôi trước đây nói với tôi như thế này ngay tại thời điểm mà thầy đang trải qua một cơn khủng hoảng ở trong gia đình thì có thể lúc đó thầy không nhìn thấy bàn tay của chúa ở đâu hết nhưng mà khi mà thầy đã trải qua cơn khủng hoảng đó rồi thì khi quay nhìn lại thì thấy bàn tay của Chúa ở khắp mọi nơi. Điều đó nghĩa là gì ạ? Có thể hiện tại chúng ta có thể đối diện với những hoàn cảnh tồi tệ. Mỗi người mỗi cảnh, gia đình nhỏ thì có vấn đề của gia đình nhỏ, gia đình lớn thì có vấn đề của gia đình lớn, độc thân thì có vấn đề của độc thân, kết hôn thì có vấn đề của kết hôn, học sinh thì có vấn đề của học sinh, các em thiếu nhi thì có vấn đề của các em thiếu nhi. Dù đó là nan đề, tồi tệ đến mức độ nào đi chăng nữa nhưng khi chúng ta đặt niềm hi động chủ động ở nơi chúa bằng cách chúng ta tìm gặp chúa ở trong sự cầu nguyện thì đó chính là lúc mà chúng ta tin rằng chúa đang hành động trên nang đề của chúng ta hy vọng là sự chờ đợi chủ động chủ động thứ nhất đó là chúng ta hãy tìm gặp chúa nói với Chúa những nan đề của mình. Cái điều chủ động thứ hai chúng ta cần làm đó là chúng ta hãy chủ động chia sẻ. Trong phân đoạn kinh thánh từ câu 12 đến câu 18 có mô tả là lúc Anne cầu nguyện thì có một người quan sát từ đầu tới cuối và người này tên là Hê Ly. và Hê Ly là thầy tế lễ tức là cái người quản cai đền thờ và cũng là cái người có vị trí lớn nhất trong đền thờ trong lúc đó thì Haley đã để ý anh nghe từ đầu cho đến cuối bởi vì có thể anh nghe lúc mà cầu nguyện có biểu cảm quá tha thiết khóc lóc mang tính chất rất là hơi gọi là quằn quại đó khá là kỳ lạ thế nên đã thu hút sự chú ý của Haley và Haley cũng để ý là môi của bà nhấp cháy liên tục nhưng mà không có tiếng gì hết thế nên là ông nghĩ rằng bà say rượu thế nên là sau một khoảng thời gian ngồi quan sát Hayley không thể chấp nhận được một cái người say xỉn lại bước vào đền thờ của Chúa để mà làm ô uế đền thờ của Chúa. Thế nên Hayley đã đến và nói với Anne là bà bà hãy về đi. Khi nào mà bà tỉnh rượu thì bà quay lại. Và khi đó thì Anne đã giải thích rằng mình không phải là người đàn bà hư hỏng, nhưng mà đây là cái cách mà mình dốc đổ lòng trước mặt Chúa. Tôi cầu nguyện lâu vì sầu khổ và buồn bực quá đổi đó là điều mà bà anh nghe nói và sau khi đảm bảo thì thầy à, à, thầy Haley, gọi là thầy Tế Lễ Heli đã hiểu được việc anh còn nhờ thầy Tế Lễ Heli cầu nguyện cho mình và nhớ đến vấn đề của mình nữa trong khi sầu khổ trong khi chúng ta có nan lề, có nhiều người ngại chia sẻ vấn đề của mình cho người khác bởi nỗi sợ bị mất mặt Nếu là tôi có vấn đề Tôi cũng sẽ có cái tâm lý đó Nhưng mà tôi khích lệ quý hội thánh Hãy chia sẻ vấn đề của mình Với những người đáng tin cậy Đó có thể là mục sư của quý vị Đó có thể là một người bạn tin Chúa Mà người này trưởng thành ở trong Chúa Tại sao lại chia sẻ à? Bởi vì nhiều khi Khi chúng ta cầu nguyện một mình Với cái nang đề của mình Và mình có thấy nang đề này nó cứ tiếp diễn từ năm này sang năm khác chúng ta sẽ rơi vào trạng thái bị nản và bị mệt nhưng nếu mà chúng ta có một anh chị em kế bên chung tay giúp mình cầu nguyện cho cái vấn đề của mình thì chúng ta sẽ có thêm sức lời của chúa chép đó là hỏi anh chị em nhờ đức chúa giêsu christ chúng ta và nhờ sự yêu thương sinh bởi đức thánh linh tôi khuyên anh chị em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh chị em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời. Đây là lời nói của Phaolô được chép trong Roma đoạn 15 câu 30. Chúng ta là một hội thánh. Và tại sao chúng ta lại là hội thánh? Bởi vì chúng ta được tạo dựng là những thành viên trong cùng một gia đình quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Và khi mà anh chị em của mình chia sẻ cái vấn đề cho mình á, thì đó chính là lúc mình bày tỏ tình yêu thương và sự quan tâm của mình bằng cách mình cầu thay cho cái vấn đề của anh chị em. Và tại sao phải chọn một người tin Chúa để chia sẻ vậy ạ? À? Quý vị biết tại sao mà? Bởi vì người đó có chung một niềm hy vọng với chúng ta. Đó là người đó hy vọng nơi Chúa và chỉ có Chúa mới có thể giải quyết được vấn đề của chúng ta mà thôi. Vậy thì chúng ta đã vừa đi qua Hy vọng nằm ở trong cảnh vô vọng. Hy vọng là sự chờ đợi chủ động. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng xem chúng ta hy vọng để làm gì? Chúng ta có sự hy vọng để làm gì? Chúng ta có sự hy vọng để nhận lấy điều mà Chúa ban. Hy vọng nó là giống như là một cái cầu để mình nhận lấy những cái món quà từ nơi Chúa nếu ví như thời đại nay với hy vọng như giống như là shipper vậy đó, để mà Chúa có thể gửi những món quà đến cho chúng ta và tại đây khi mà anh em có hy vọng nơi Chúa và có thể dù ngay lúc cầu nguyện như thế này lời cầu xin của anh em chưa có được Chúa đáp lời và anh em cũng chưa có biết được là lời cầu xin của mình có được đáp lời như không hay không nhưng mà Chúa đã cho phép anh em nhận món quà đầu tiên cho cuộc đời mình đó là liều thuốc cho tâm hồn qua cuộc gặp mặt với Haley. Dù anh em có một người chồng rất là yêu thương mình và người chồng này nói rằng đối với em anh không quý hơn 10 đứa con trai sao? Và người chồng này không ngại trong cái việc anh em không có con. Đây là một cái phước của bà đúng không ạ? Trong cái sự vô phước. Nhưng mà điều đó không giải quyết được cái vấn đề của bà. Và liều thuốc cho tâm hồn ở tại đây Chúa tặng cho Anne khi Anne đặt niềm hy vọng nơi Chúa đó là gà khi bà được gặp mặt với Haley. Có thể lúc đầu Haley có vài sự hiểu lầm nhưng sau khi giải thích Haley đã hiểu ra và Haley đã chúc phước cho Anne như thế này. Chị an tâm về nhà cầu xin Đức Chúa Trời của Israel ban cho chị điều trị cầu xin ở trong câu số 17. Xin ban kỹ thuật có thể chiếu câu số 17 lên giúp được không ạ? À? Chúng ta tưởng tượng đi nha. Anna bị Fenina lúc nào cũng chế giễu. Bây giờ Anna cầu nguyện ở trong đền thờ, bị Ly hiểu lầm là say rượu. Chờ cứ tưởng tượng trong cái tình cảnh bây giờ Anna giải thích cho Hayley mà Hayley vẫn khăng khăng bà say rượu. Vẫn khăng khăng là bà là một người đàn bà hư hỏng và vẫn khăng khăng muốn đuổi bà ra khỏi đền thờ. Thì chúng ta nghĩ Anna sẽ có tâm trạng như thế nào? Đã sầu lại càng sầu hơn. Khi nói về hy vọng Tôi có nói rằng Hy vọng được mô tả như một sợi dây Và sợi dây này luôn trong tình trạng kéo căng Mà không bị đứt nha Nếu mà hơi ly đối xử với anh em như thế Thì tôi nghĩ rằng nếu tôi là anh Tôi sẽ rất là tức giận Và có thể sợi dây của tôi là bị đứt luôn Có thể tôi bị ngất xỉu ngay tại chỗ Hoặc là tôi tức giận Rồi tôi bỏ ra khỏi đền thờ Và không bao giờ quay trở lại đền thờ nữa nhưng mà Chúa ngài biết được cái căng thẳng của Anna e và sức chịu đựng của Anna e đến mức nào. Nên ở tại đây, Chúa cho Haley hiểu được Anna, e, cho Haley cảm thấy rằng sự giải thích của Anna e hợp lý và để cho Haley chúc phúc ở trên bà. Và lời chúc phúc của Haley rất là có ý nghĩa đối với Anna, e, bởi vì đây là một lời chúc phúc của một người mà người đó tin rằng chính bà cũng có hy vọng dù nhiều người nói rằng bà không còn hy vọng nữa có bao giờ có bất kỳ một ai nói với chúng ta rằng bạn không còn hy vọng không tình cảnh của bạn không thể nào không thể nào khác được nghèo hả nghèo như vậy thôi thái độ của bạn kỳ cục hả bạn sẽ kỳ cục mãi như vậy thôi công việc thất bại hả thất bại mãi như vậy thôi không thể nào năm này qua năm khác bạn thấy đó bạn làm đâu có cái gì xảy ra đâu bạn sẽ mãi như vậy thôi. Có bây giờ chúng ta bị những cái lời nói khiến cho mình nghĩ mình như vậy không? Nhưng mà thật là may mắn ở tại đây Anna nhận được lời cầu chúc gọi là lời chúc phước từ Hayley. Và Hayley nói rằng cầu xin Chúa ban cho chị điều chị cầu xin. Hay nói cái khác là Hayley đặt niềm hy vọng nơi Chúa và cũng tin rằng Chúa sẽ ban niềm hy vọng đó cho bà. Và lời nói này tuy nhỏ bé nhưng đầy sự khích lệ và đây thật sự là một liều thuốc cho tâm hồn đầy tổn thương của bà. Vì kinh thánh chép rằng sau khi cầu nguyện xong thì bà trở về bà về bà trở về nhà và ăn uống. Nét mặt bà không còn u sầu nữa. Và món quà của Chúa không dừng lại ở tại đó. Món quà của Chúa còn lớn hơn, đó là Chúa Ngài ban cho anh em niềm vui khi được chứng kiến kỳ tích trên cuộc đời của mình. Được chép ở trong câu 19 và câu 20. Kinh Thánh chép rằng sau khi về nhà, thì Chúa nhớ đến bà. Ông Menkana ăn ở với bà, và sau đó một người phụ nữ, sau rất nhiều năm không có con, và bây giờ có con. Và cuối cùng, bà đã sinh ra được một người con trai và đặt tên là Samuel và Samuel nghĩa là Đức Chúa Trời nhậm lời. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng hy vọng là cơ hội để mà chúng ta nhận lấy điều Chúa ban. Vậy thì chúng ta phải hy vọng nơi Chúa thì chúng ta mới nhận được nhiều Chúa ban. Nếu chúng ta ở tại đây đã là người tin Chúa thì hãy cảm ơn Chúa vì trong năm 2024, trong năm 2024, dù kinh tế có khó khăn như thế nào, dù bây giờ tình hình tài chính người ta dự báo có như thế nào đi chăng nữa, và có thể những những cái vấn đề mà từ năm này sang năm khác cứ lặp lại. Nhưng có một niềm vui cho mỗi một người chúng ta khi chúng ta tin Chúa Đó chính là chúng ta có niềm hy vọng Và chúng ta có thể được một đặc ân đó là chúng ta đặt niềm hy vọng nơi Chúa và nhận lãnh được những niềm vui do Chúa ban. Chúng ta biết người mạnh nhất trên thế giới này là một người như thế nào mà. Người mạnh nhất trong thế giới này không phải là một người có nhiều của cải. Nhưng người mạnh nhất trên thế giới này không phải là một người mà có nhiều sự nổi tiếng. Đó không phải là một người mạnh nhất. Mà người mạnh nhất trên thế giới này đó là người nhận biết điểm yếu của mình ở đâu và tìm cách để giải quyết điểm yếu của mình bằng cách chọn nương dựa vào đấng toàn năng là đấng có thể giải quyết mọi vấn đề của mình. Hy vọng trong năm 2024 của chúng ta đó là gì? Đó là Chúa của chúng ta ngài là đấng toàn năng, ngài là đấng có thể giải quyết mọi vấn đề của mình. Khi mình đặt niềm hy vọng ở nơi Ngài, có thể dù hoàn cảnh hiện tại chúng ta đang đối diện rất là căng thẳng. Tài chính không đủ để có thể lo lắng cho gia đình của mình mỗi một tháng. Nợ nần thì cứ chồng chất, nợ chồng nợ. Làm ăn thì không mấy thuận lợi, làm cái này làm cái kia thất bại lại càng thất bại. Nhưng khi mà chúng ta cho phép Chúa Can thiệp trong cuộc đời của chúng ta bằng cách chúng ta hy vọng nơi Ngài thì chính Chúa Ngài là đấng toàn năng, Ngài sẽ nhận biết được tình cảnh của chúng ta và Ngài sẽ không bao giờ để chúng ta rơi vào trạng thái căng thẳng đến một cái mức độ mà chúng ta phải đứt dây. Chính Chúa Ngài sẽ là đấng bảo toàn sợi dây cuộc đời của chúng ta trong năm 2024 này. Và tôi khích lệ quý hội thánh hãy tập thói quen hy vọng về một tương lai tốt đẹp cho bản thân mình và gia đình mình trong năm nay kinh tế khủng hoảng không phải là điều đáng ngại nhưng điều đáng ngại đó là nếu chúng ta có tấm lòng thiếu hy vọng và tấm lòng và sự hy vọng của chúng ta đặt sai chỗ đó mới là cái vấn đề đáng ngại nếu có một tấm lòng thiếu hy vọng thì cuộc đời của mình sẽ sinh ra đầy rẫy những sự tiêu cực mệt mỏi trì thể và sầu thảm nhưng nếu chúng ta bắt chước anh e đặt niềm hy vọng nơi chúa thì tôi tin chắc rằng mùa xuân của quý vị năm nay sẽ là một mùa xuân đầy hy vọng bởi vì quý vị đã có chúa là đấng toàn năng ngài đang ở cùng quý vị trên hoàn cảnh tồi tệ của quý vị và chính ngài có một chương trình tốt lành giúp cho quý vị có thể thoát khỏi hoàn cảnh đó và để kết thúc bài giảng ngày hôm nay, tôi xin gửi đến hội thánh của Chúa lời hứa của Chúa ở trong Jeremy đoạn 29 câu 11. Lời Chúa phán Vì chính ta biết rõ chương trình ta hoạch định cho các ngươi, ta có chương trình bình an, thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa, ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng. Nguyện Chúa ngày ban phước để hội thánh của chúng ta có một tương lai đầy hy vọng, một mùa xuân đầy hy vọng. Dù hoàn cảnh chúng ta có để đối diện như thế nào có tồi tệ như thế nào nhưng chúng ta vẫn luôn cảm thấy mình có niềm hy vọng vì chúng ta có niềm hy vọng ở nơi chúa